ngọn từng ngọn chè. Cảnh đẹp đấy. Lấy su tốt. Đỉnh kìa chưa? Xu được. Cũng chưa biết nào được một vận ở đâu. Cảnh đấy là đẹp đấy. Cắn như kiểu mùa xúc này, sao mà ốm này. Đùa tận con này nào ơi. Đừng có nghiêng đầu trường nó lé mẹ ơi. Úi dồi, tưởng sút luôn cả đây. Dễ sút mặt bên kia hơn mặt bên này. Tầm này vắng đấy, đá cũng có lạc ngon. Đấy, mặt đấy dễ sút, quay vào trong. Chuyển trong cái con mặt quá đẹp nhỉ. Ui dồi, từng bem qua đấy. Đây này. Ô, từng sút qua đấy, sút. Đấy. Đứng cái gì? Nhất thiết phải gọi nhiều đấy cơ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
xong rồi, xong rồi. Đéo ai gọi. Alo. Ừ, ai đấy? Ờ, Mào anh. Con à vâng, em đang bẫy, có gì tí em gọi lại nhá, em đang quay clip cả. Khứa. Ủa, lên rồi. Khứa. Lên rồi. Lên rồi. Lại xuống rồi. Con này tụt nhanh rồi. Đâu rồi? Cái chỗ là hai con chè đấy, gần đây không? Hai con chè nữa. Và hai con, một con một xoài. Xa hơn rồi, xuống rồi đấy. Tiếp cũng đã. Ui dồi, bay qua. Sút rồi. Cứ rúi rúi nhìn này. Ra trên đấy. Cúi cúi đấy, không chết. Đá đấy. Cứ ngó 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 nhỉ. Một đá này dịch dịch lại đá đá. Sút. Cục.